Focus RC1 Test 8 câu 147 đến câu 148. Đây là một cái memo, một cái thư báo nội bộ ha. Câu 147, what is indicated, cái điều gì thì được chỉ ra về cái challenge, cái thách thức. Về từ khóa chính là từ challenge ha, đáp án trước nào có A. Nó sẽ được repeated là lặp lại nè. Câu B, nó đã không có thành công. Câu C, cái deadline, cái hạn chót của nó đó, thì đã được extended, kéo dài ra. Câu D, những cái người tham dự của nó thì anonymous. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem từ khóa challenge ở vị trí nào nha em. À, ngay cái chủ đề của cái memo là có rồi phải không nào? Đây nè, challenge, cái thách thức doanh số bán hàng hàng tháng. Vậy thì cái challenge chính là cái chủ đề của bài này và nó sẽ xuyên suốt cái bài này luôn phải không em? Nếu chúng ta dò từ đầu thì sẽ rất là khó ra. Đối với dạng này chúng ta dò từng đáp án cho nó nhanh nha. Câu A trước nè, nó sẽ được lặp lại. Về từ khóa là từ nào em? Repeated. Mình sẽ dò xem chỗ nào có lặp lại, có repeated nha em. Rồi đoạn thứ nhất, dòng thứ nhất có hay không? Không có phải không nào? Dòng thứ hai cũng không có. Dòng thứ ba cũng không có luôn. Dòng thứ tư cũng không có lặp lại luôn. Đoạn thứ hai đi em. Dòng thứ nhất có lặp lại không? Không có. Dòng thứ hai cũng không có luôn. Dòng thứ ba, dòng thứ ba có từ gì nè em? Again là lại lần nữa phải không nào? Thì nó cũng rất là gần với từ repeat. Và mình đọc câu này nha. Furthermore, hơn thế nữa đó, thêm vào đó đó, thì cái đội, cái ban điều hành nè đã quyết định để mà tổ chức cái initiative, cái đề xướng này một lần nữa trong tương lai. Và cái đề xướng này là đề xướng gì, có phải thách thức hay không? Mình cùng đọc cái câu phía trước nha em. Tại vì từ this là cái từ mà nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía trước ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc câu đằng trước nào. Because, bởi vì á, tôi rất là ngạc nhiên bởi cái sự enthusiasm, cái sự nhiệt tình và cái tinh thần của đội, của nhóm mà cái thách thức lần này á, nó tạo ra. Cho nên là tôi sẽ cấp cho mỗi người trong số các bạn thêm một ngày nghỉ. Và thêm vào đó thì ban điều hành đã quyết định để tổ chức cái đề xướng này một lần nữa. Vậy thì cái đề xướng này nè, chính là cái gì vậy em? Chính là cái this challenge, cái thách thức này phải không nào? Vậy thì đáp án câu A đúng không? Nó sẽ được lặp lại, được không em? Được phải không nào? Người ta đã quyết định là tổ chức nó một lần nữa trong tương lai. Vậy chắc chắn nó sẽ được lặp lại. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu A luôn. Mình không cần phải dò câu B, câu C và câu D nha em. Câu 148, Mexico thì muốn nhân viên của bà ấy làm gì? Vậy từ khóa là ai vậy em? Mexico ha. Rồi bây giờ đáp án trước nha. Câu A, evaluate, đánh giá cái sự thể hiện công việc, biểu hiện công việc của những cái thành viên trong đội, trong nhóm. Câu B, recommend, giới thiệu hay là đề xuất một số cái giải thưởng có khả năng, tiềm năng phải không nào? Rồi câu C, submit nộp cái ngày được ưa chuộng cho cái thời gian nghỉ. Rồi câu D, gửi một số cái tài liệu cá nhân qua email. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Mexico là ai vậy? Mexico chính là cái người viết cái memo này phải không nào? Bà ấy là CEO, là giám đốc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp cái chỗ lúc nãy chúng ta dừng nha em. Là đây nè, please phải không nào? Và em để ý nè, những cái câu hỏi mà về muốn người này, yêu cầu người này, người kia làm cái gì á, thì thường nó sẽ bắt đầu bằng từ please em. Tại vì từ please nghĩa là gì? Vui lòng làm điều này, vui lòng làm điều kia, phải không nào? Vậy rất có khả năng đáp án nằm ở câu này, mình dịch thử nha. Vui lòng là hãy email cho tôi một số cái ý tưởng về giải thưởng mới. Mà cái giải thưởng này có thể dành cho thành viên cá nhân hoặc là cho cả đội luôn. Vậy bà ấy muốn họ làm gì vậy em? Đề xuất cái ý tưởng về cái giải thưởng, phải không nào? Prize idea nè. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Đáp án chính là câu B, phải không nào? Recommend, đề xuất một số cái rewards là giải thưởng nè. Vậy mình có từ đồng nghĩa là rewards và prize, phải không nào? Đồng nghĩa với nhau là giải thưởng hết ha. Vậy chắc chắn đáp án là câu B rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong cái thư báo này nha em nha. Rồi đầu tiên nè, thư báo này gửi đến tất cả nhân viên, gửi từ giám đốc Seco. Chủ đề là challenge, mình có từ challenge, danh từ có nghĩa là thách thức ha. Sự thử thách, sự thách thức, thách thức. Sales là doanh số bán hàng ha, thách thức bán hàng hàng tháng. Cái ngày gửi cái thông báo này là ngày 2 tháng 12. Thank you, cảm ơn tất cả các bạn vì đã contribute to. Mình có cái động từ contribute có nghĩa là đóng góp ha. Contribute to, đóng góp vào cái gì đó. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đóng góp vào cái thách thức bán hàng, doanh số bán hàng hàng tháng này. We acquire, mình có từ acquire, động từ acquire có nghĩa là thu được hay là kiếm được ha. Thu được, đạt được hay là kiếm được á. Chúng ta đã thu được, đã kiếm được một vài khách hàng mới due to bởi vì cái sự làm việc chăm chỉ của các bạn. The sales challenge, cái thách thức bán hàng này nè, bắt đầu á như là một cái effort, là nỗ lực individual, là riêng biệt, là cá nhân. Có nghĩa là nó bắt đầu như là một cái nỗ lực riêng thuộc về cá nhân thôi. Và evolve into, mình có từ evolve có nghĩa là tiến triển ha. Evolve, tiến triển, tiến triển. Và rồi nó tiến triển thành
một cái trải nghiệm rất là tốt, rất là tích cực cho cả đội, phải không nào? Aaron và Marisol đạt cái doanh số bán hàng cao nhất. Thus bằng cái từ therefore đây, có nghĩa là do vậy hay là do đó ha. Therefore, do vậy do đó đó, họ sẽ, cả hai người bọn họ, both mà em, sẽ nhận được một cái gift certificate. Mình có từ certificate có nghĩa là giấy chứng nhận ha. Gift là quà tặng, cái giấy chứng nhận quà tặng có nghĩa là phiếu quà tặng đó, giấy quà tặng hay là phiếu quà tặng ha. Cái phiếu quà tặng tại cái nhà hàng này nè. Ok, because, bởi vì tôi rất là ngạc nhiên bởi cái sự enthusiasm, sự nhiệt tình, sự năng động ha, sự nhiệt tình. Và cái spirit là cái tinh thần đây, tinh thần ha. Và cái tinh thần đội nhóm mà cái challenge, cái thách thức này này nó tạo ra. Cho nên là tôi sẽ cấp cho mỗi người các bạn á một cái ngày nghỉ thêm. Mình có từ additional có nghĩa là thêm nha em. Thêm ha, cung cấp cho mỗi người trong số các bạn một cái ngày nghỉ thêm, được không nào? Furthermore, thêm vào đó đó thì executive team, cái ban điều hành á, hay là cái ban quản lý đã decided, đã quyết định là tổ chức cái initiative. Mình có từ initiative có nghĩa là khởi xướng, đề xướng hoặc là sáng kiến ha. Đề xướng, khởi xướng hay là sáng kiến ha. Quyết định là tổ chức lại cái đề xướng sáng kiến này một lần nữa ở trong tương lai, được không nào? Vui lòng hãy email cho tôi một số các ý tưởng, ideas name, ý tưởng về prize là giải thưởng ha. Giải thưởng, prize, giải thưởng. Một số các ý tưởng mới về giải thưởng mà nó có thể là dành cho những cái thành viên individual là cá nhân mà riêng biệt á, hoặc là entire là toàn bộ đây. Entire là toàn bộ ha, hoặc là toàn bộ đội nhóm luôn, được không nào? Rồi có 147 câu C, mình có từ extend. Extend có nghĩa là kéo dài ha, extend, kéo dài, cũng rất là hay gặp luôn. Rồi câu D mình có từ anonymous. Anonymous có nghĩa là nặc danh, ẩn danh hay là giấu tên nè, giấu tên ha, nặc danh hay là ẩn danh. Vậy câu D có nghĩa là những cái người tham dự của nó đó thì đều giấu tên, được không nào? Có 148 câu I mình có từ evaluate, rất là hay gặp, có nghĩa là đánh giá ha. Evaluate là đánh giá. Performance có nghĩa là sự biểu hiện, sự thể hiện ha, sự biểu hiện, sự thể hiện trong công việc đen. Còn nếu mà về lĩnh vực nghệ thuật có thì performance có nghĩa là cái sự trình diễn ha. Rồi câu B mình có từ rewards có nghĩa là phần thưởng ha, phần thưởng. Nó cũng khá là giống nghĩa với cái từ prize lúc nãy mình gặp đó. Rồi phần thưởng, giải thưởng ha. Rồi ok, câu 149 đến câu 150, đây là một cái information, một cái thông tin ha. Câu 149, what is not mentioned, cái gì thì không có được đề cập về những thành viên của cái rạp chiếu phim Cole. Vậy từ khóa chính là gì em? Members Cole Theater. Đây là dạng câu hỏi loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha. Câu A trước nào. Họ receive, họ nhận được cái giá giảm vào ban đêm. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Reduce rate night form nào. Rồi bây giờ cùng dò nha. Đoạn thứ nhất có không em? Đoạn thứ nhất có membership information nè. À không có giảm giá gì hết phải không nào? Rồi tiếp đoạn thứ hai cũng nói về membership luôn phải không? À cái đầu dòng thứ ba có từ 10% discount, giảm giá 10% nè em. Rồi cùng đọc nha. Giảm giá 10% cho cái gì đây? Cho showings, cho những cái suất chiếu cuối tuần, buổi tối và buổi trưa. Vậy câu ai có không em? Có ha, giảm giá nè. Đây là 10% giảm nè. Ok, rồi câu B thử đi em. Họ phải renew, gia hạn cái thẻ once a year, mỗi năm một lần. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Renew once a year, phải không nào? Mình cùng dò nha, xem chỗ nào nó về gia hạn. À, lúc nãy chúng ta có dò qua đoạn thứ nhất có từ renew nè, phải không em? Cùng đọc câu này nha. Membership cards, cái thẻ thành viên á, thì phải được gia hạn sau 12 tháng. Sau 12 tháng có nghĩa là sau 1 năm, phải không em? Vậy câu B đúng không? À, phải gia hạn mỗi năm một lần là đúng rồi ha. Rồi tiếp câu C đem. Họ có lẽ là redeem. Redeem có nghĩa là bù điểm đem. Họ có thể là bù cái points là cái điểm để mà lấy snacks, là những cái thức ăn nhẹ nè. Ví dụ như bắp rang hay là nước ngọt hay là bánh snack gì đó ha. Ok, họ đổi điểm để lấy snack. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Points and snack, phải không nào? Mình cùng dò thử nha. Rồi xem chỗ nào. Cái đầu dòng thứ tư phải không nào? Có từ points nè, em cùng đọc câu này nha. Free concession stand items. Items là những cái mặt hàng, món hàng nè. Stand là cái quầy nè em. Những cái mặt hàng, món hàng tại cái quầy concession gì đó. Free là miễn phí luôn, quy dịch lại ha. Những cái món đồ, những cái mặt hàng, những cái hàng hóa miễn phí tại cái quầy này nè. Hoặc là vé xem phim, khi mà trao đổi điểm, có nghĩa là đổi điểm để lấy được vé xem phim, hoặc là những cái mặt hàng ở cái quầy này miễn phí ha. Vậy thì rất có khả năng là câu C có luôn phải không em? Tại vì những cái đồ tại quầy bán phim thì chỉ có thể là bánh nè, bắp nè, hay là nước nè, thì đó chính là snack chứ gì nữa phải không nào? Nhưng mà mình cũng chưa chắc, tại mình không biết từ concession là gì, thì mình để đó nha. Rồi câu D thử đi, câu D nè.
They are required, họ đó thì được yêu cầu là phải trả phí hàng tháng. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Monthly fee, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem có phí hàng tháng không nha. Phí hay là tiền á? Đoạn số 1 có không nào? Dòng thứ nhất không có phí, không có tiền gì hết, phải không? Dòng thứ hai, dòng thứ ba cũng không có luôn. Rồi các bạn đọc dòng đi em. Cái dòng thứ nhất không có luôn, cái dòng thứ hai có tiền nè, em cùng đọc thử nha. Entry là vào cổng nè. Cái vé vào, cái vé tham dự, cái vé vào cổng là 6 đô cho những suất chiếu buổi sáng. Không có nói đến phí hàng tháng luôn. Cái tiếp theo là giảm giá rồi, không phải nè. Cái này đổi điểm cũng không phải luôn. Dòng cuối cùng cũng không có. Vậy câu D là hoàn toàn không có nè em. Vậy chắc chắn đáp án là câu gì rồi? À, câu D ha, tại vì câu C rất có khả năng là chỗ này nè. Được không nào? Những cái mặt hàng miễn phí tại quầy ha. Ok, vậy đáp án là câu D nha em. Câu 150, what is stated, cái điều gì thì được nêu, được nói về cold theater. Vậy từ khóa chính là cold theater ha. Đã đáp án trước nào câu A? It holds, nó tổ chức cái lễ hội phim địa phương. Câu B, nó đã install, cài đặt, lắp đặt những cái máy bán vé mới. Câu C, nó đã appear, xuất hiện trong một cái documentary, một cái bộ phim tài liệu trên TV. Câu D, nó tổ chức những cái lần ghé đến bởi celebrities, là người nổi tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò thông tin trong bài đọc xem bài đọc này nói gì về cold theater nha em. Lúc nãy giờ thì cái thông tin nào mà mình chưa sử dụng? À, cái câu đầu này chưa sử dụng nè, phải không em? Dò xem có không? Không có nói gì đến, phải không nào? Rồi tiếp nè. Cái đầu dòng thứ nhất mình chưa sử dụng nè em. Đây, những cái lợi ích của cái thẻ thành viên đó là gì? Họ sẽ có những cái vé để đi đến cái premieres, là cái buổi ra mắt phim, buổi công chiếu phim lần đầu tiên đó em. Exclusive là độc quyền dành riêng cho ai đó ha. Mà những cái buổi công chiếu phim ra mắt phim này nè, được tham dự bởi những cái diễn viên nổi tiếng, famous actors, diễn viên nổi tiếng. Vậy thì sau khi đọc xong câu này mình có được cái thông tin là gì vậy em? Cái rạp chiếu phim này sẽ có những cái lần ra mắt phim, những cái buổi ra mắt phim, phải không? Và những buổi ra mắt phim này thì họ mời ai đến vậy em? Diễn viên nổi tiếng đến, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em hả? À, câu đi, phải không nào? Đây, nó được tổ chức những cái lần ghé đến bởi celebrities, người nổi tiếng. Người nổi tiếng ở đây chính là famous actors ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong cái thông tin này nha em. Cùng dịch nào. Thông tin thành viên của cái rạp chiếu phim Cole. To become, để trở thành một cái thành viên của rạp chiếu phim này á, thì hãy apply, nộp đơn đăng ký tại website này, hoặc là ghé đến một trong những cái booths. Mình có từ booth có nghĩa là cái quầy hoặc là cái gian hàng ha. Quầy hoặc là gian hàng. Mình có từ box office có nghĩa là chỗ bán vé đó. Chỗ bán vé ha. Vậy thì box office booths là những cái quầy, những cái gian hàng bán vé, được không nào? Rồi tiếp, membership cards. Những cái thẻ thành viên á, thì phải được renew, có nghĩa là gia hạn ha. Gặp rất là nhiều rồi. Renew, gia hạn. Thì phải được gia hạn sau 12 tháng. Membership benefits, những cái lợi ích của thành viên là gì đây? Họ nhận được những cái tickets, những cái vé đến những cái premieres. Mình có từ premieres là buổi công chiếu phim lần đầu hay là buổi ra mắt phim ha. Buổi ra mắt phim. Những cái vé đến những cái buổi ra mắt phim, những cái buổi công chiếu phim lần đầu. Exclusive là độc quyền hay là dành riêng cho ai đó nha. Độc quyền hoặc là dành riêng cho ai? Dành riêng, rồi. Which mà những cái buổi chiếu phim này nè thì được tham dự bởi những cái famous actors, những diễn viên nổi tiếng. Tiếp mình có từ entry có nghĩa là sự vào cổng hay là vé vào cổng ha, sự vào cổng. Những cái vé 6 đô cho những cái suất chiếu buổi sáng được không nào? Rồi 10% giảm giá cho những cái suất chiếu trưa, chiều và weekend là cuối tuần. Free concession stand. Mình có từ stand đó là những cái quầy ha. Concession stand là quầy bán hàng á. Quầy bán hàng ha. Free concession stand items là những cái mặt hàng miễn phí tại cái quầy bán hàng ha. Rồi, hoặc là những cái vé xem phim. Trong cái sự trao đổi với cái gì em? À, điểm thưởng ha. Rewarded là reward là thưởng á. Điểm thưởng ha. Rồi, vậy nó có nghĩa là gì em? Là đổi điểm thưởng để lấy được những cái mặt hàng, những cái món đồ miễn phí tại quầy bán hàng. Hoặc là những cái vé xem phim á ha. Rồi tiếp, for more information, để biết thêm thông tin thì hãy email đến cái mail này, được không nào? Có 149 câu C, mình có từ redeem something for something, có nghĩa là đổi cái gì để lấy cái gì ha. Đổi cái gì để lấy cái gì, trao đổi đó. Nó giống với từ exchange luôn đó ha. Rồi tiếp câu 150, câu B mình có từ install, có nghĩa là cài đặt hoặc là lắp đặt ha. Cài đặt hoặc là lắp đặt, rất là hay gặp luôn. Vậy câu B có nghĩa là gì em? Nó đã cài đặt, lắp đặt những cái máy bán vé mới, được không nào? Rồi câu C mình có từ documentary. Document là tài liệu, documentary là phim tài liệu ha. Phim tài liệu trên TV á, phim tài liệu. Ok, câu D mình có từ celebrities. Mình hay nghe là celeb á. Celebrities là người nổi tiếng ha. Người nổi tiếng. Ok, câu 151 đến câu 152. Đây là một cái chuỗi tin nhắn ha.
Câu 151 vào lúc 11:36 á, thì Mr. Pollard có ý là gì khi mà ông ấy viết I know, tôi biết rằng bạn thường có một cái spare. Đã bán trước nha em cô ai. Ông ấy cần cái chìa khóa để mở một cái property là bất động sản đó, có thể là nhà hoặc là phòng ở ha. Cô Bi, ông ấy được báo được kể cho nghe về cái routine, cái thói quen hàng ngày của một người đồng nghiệp. Cô C, ông ấy muốn borrow, muốn mượn một chiếc xe hơi. Cô D, ông ấy thì không thể ghé đến cái phòng storage, phòng lưu trữ cất giữ đồ. Chúng ta cùng giờ tin nhắn lúc 11:36 và xem câu hoặc kép này nằm ở vị trí nào nha em. Đây phải không nào, 11:36. Có câu hoặc kép đây nè em. I know you usually have a spare. Để hiểu được câu này có ý là gì, chúng ta phải đọc cái câu liền trước nó để xem ngữ cảnh là gì nha em. Từ đầu luôn ha. I forgot. Tôi đã quên cái chìa khóa cho cái căn hộ tại cái địa chỉ này nè. Tôi thì đang ở trong chiếc xe hơi, có nghĩa là đang lái xe đó em, vào lúc này. Và tôi biết bạn thường có cái spare. Vậy ngữ cảnh chỗ này là gì vậy em? À là Neil Pollard đã quên cái chìa khóa cho cái căn hộ, phải không? Và ông ta cầu cứu ai? Ông ta nhắn tin cho Jill. Jill chính là Connie Mills, phải không nào? Và ông ta nói là gì? À, tôi biết Connie Mills thường có cái spare. Mặc dù mình không biết cái từ spare là gì, nhưng mình cũng có thể đoán được là nó liên quan đến cái chìa khóa, phải không em? Khi mà mình để quên cái chìa khóa, mình nhắn tin cho ai, mình cầu cứu ai, thì mục đích của mình là muốn có chìa khóa, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào là chìa khóa vậy em? Là câu A, phải không? Ông ta cần có cái chìa khóa để mở cái nhà hay là cái phòng nào đó ha. Thật ra cái spare có nghĩa là dự phòng đấy em. Spare có nghĩa là dự phòng ha, cái dự phòng. Chỗ này là chìa khóa dự phòng á, được không nào? Ok. Câu 152. Miss Mills yêu cầu Mr. Pollard làm gì? Vậy từ khóa là ai vậy em? À, Miss Mills, Mr. Pollard, phải không nào? Yêu cầu làm gì là thường có từ nào em biết không? À, từ please á, ha, từ please. Rồi, đọc thử đáp án trước nha câu A. Sweep là quét á em, quét nhà đó ha. Quét sạch cái driveway là cái đường đi, cái lối đi hay là cái đường xe chạy á bên ngoài ngôi nhà. Câu B, meet with, gặp gỡ, thảo luận, bàn bạc với một số khách hàng tiềm năng. Câu C, turn off là tắt system, cái hệ thống an ninh. Câu D, park, đổ xe của ông ấy trên đường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Mill ở vị trí nào nha em. Lúc này chúng ta dò tới 11:36 rồi nè. Bây giờ mình nhìn xuống đi, 11:38 có không? Đây nè, có Miss Mill nè em, cùng đọc thử nha. I do. Come and get it. Hãy đến và lấy nó. Chưa có đáp án gì tiếp nè. Tôi muốn cái driveway, cái lối đi, cái đường xe chạy á, phải available, phải có sẵn, phải trống cho những người mua potential là tiềm năng, những người mà có lẽ là sẽ đến đây sớm. Vì thế, please, có từ please nè em. Vui lòng hãy park, đậu xe xung quanh cái corner, cái góc đường. I saw, tôi thấy một số cái chỗ đậu xe trống dọc theo cái vỉa hè ở đó. Ok, vậy cái chỗ này ngụ ý là gì vậy em? Là Miss Mills yêu cầu ông Pollard là làm gì? Đậu xe ngay góc đường, ở cái chỗ đậu xe mà trống á, dọc theo cái vỉa hè, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Câu nào là đổ xe? À, câu D ha, yêu cầu ông ấy đổ xe ở trên đường để nó không có chắn cái driveway, cái lối đi để khách hàng có thể dễ dàng đi tới, hay em ha? Ok, vậy đáp án là câu D ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha. Cùng dịch nào, tin nhắn đầu tiên 11:33. Neil Pollard. Mình có từ open house, có nghĩa là dịp tham quan tự do đấy em. Dịp tham quan tự do dùng trong ngữ cảnh là nhà bán nè, tham quan nhà bán nè, hoặc là trường học, hoặc là công ty ha. Đối với nhà bán á, thì người ta sẽ mở cái open house để cho khách mà họ có khả năng mua nhà đó em, họ sẽ đến tham quan căn nhà xem đẹp không, có ưng ý không ha. Rồi trường học thì thường mở cái open house là cái dịp tham quan cho những phụ huynh đó em. Họ sẽ đến để xem cái cơ sở vật chất của trường có tốt không, cái việc giảng dạy ở trường như thế nào, được không nào. Rồi còn công ty sẽ mở cái open house để cho những nhân viên á, có thể là nhân viên mới, họ đến họ tham quan, họ tìm hiểu về công ty, xem cái môi trường công ty như thế nào ha. Ok, người ta gọi là open house, dịp tham quan tự do. Cô dịch lại nha. Are you doing? Bạn đang mở một cái dịp tham quan tự do cho cái căn nhà, cái ngôi nhà hai phòng ngủ trên đường Kent Street ngày hôm nay, phải không? Rồi Connie Mills nói là gì đây? It starts, nó sẽ bắt đầu trong ít hơn một tiếng nữa. I'm here, tôi đang ở đây lúc này để mà setting up. Mình có từ set up có nghĩa là bố trí hay là sắp xếp ha, bố trí. Why, có chuyện gì không? Neil Pollard nói là gì đây? I forgot, tôi để quên cái chìa khóa cho căn hộ tại cái địa chỉ là 182 đường này nè. I'm in the car, tôi đang lái xe vào lúc này và tôi biết rằng á, là bạn thường có một cái spare. Mình có từ spare vừa là danh từ vừa là tính từ em. Danh từ hoặc tính từ ha. Tính từ có nghĩa là dự phòng, còn danh từ là cái dự phòng đấy em, cái đồ dự phòng ha. Dự phòng. Và tôi biết là bạn thường có một cái dự phòng là cái chìa khóa đấy em ha.
I'm driving, tôi đang lái xe qua cái khu thương mại, cái khu mua sắm Sydney Mountain. Connie Mills nghĩa là gì đây? I do, tôi có cái gì khóa dự phòng á. Come and get it, hãy đến và lấy nó bất cứ cái thời điểm nào trước giờ trưa ha. I want, tôi muốn cái driveway là cái lối đi đó em, cái lối đi hay là cái đường xe chạy ha. Tôi muốn cái lối đi, cái đường xe chạy thì nó available, sẵn sàng, có sẵn hoặc là trống đó em. Tôi muốn cái lối đi nó có, nó sẵn sàng, nó trống để cho những cái người mua, potential là tiềm năng ha. Potential là tiềm năng. Những người mua tiềm năng, những người mua trong tương lai á, những người mà có lẽ là sẽ đến đây nè, sớm nè. Vì thế vui lòng hãy park, hãy đậu xe xung quanh cái khu vực, corner là góc đường. I saw, tôi nhìn thấy là có một số cái chỗ đậu xe trống dọc theo cái sidewalk. Ở đó mình có từ sidewalk là lề đường hoặc là vỉa hè ha. Lề đường hoặc là vỉa hè. Lề đường hoặc là vỉa hè. Ok, rồi nail polish mới là gì đây? Perfect, tuyệt vời quá, cảm ơn rất nhiều. Câu 151, câu B mình có từ routine, có nghĩa là thói quen hay là việc làm hàng ngày ha. Thói quen hoặc là việc làm hàng ngày, routine. Ok, câu 152, câu A mình có từ sweep, có nghĩa là quét á, quét nhà, quét rác á, quét ha. Ok, rồi câu B mình có từ meet with, có nghĩa là gặp gỡ, thảo luận, bàn bạc ha. Gặp gỡ, thảo luận, bàn bạc, nó giống với discuss đây, discuss ha, discuss. Rồi câu C mình có từ turn off là tắt, bật tắt á, ha, tắt. Security là bảo vệ hay là an ninh ha. Vậy câu C có nghĩa là tắt cái hệ thống an ninh, được không nào? Rồi câu D mình có từ vehicle, có nghĩa là xe cộ ha. Từ này rất là hay gặp. Ok. Câu 153 đến câu 154, đây là một cái letter, một cái lá thư ha. Câu 153, what is mentioned? Cái gì thì được đề cập về descending cherub? Về từ khóa là từ nào vậy em? À, descending cherub là đáp án trước nha câu A. Nó đã được exhibited, được triển lãm trong khoảng 1 năm. Câu B, nó đã bị drop là bị rơi, bị rớt á, trong lúc được di chuyển. Câu C, nó đã được sculpted, được điêu khắc bởi Miss Hyman. Câu D, nó đã được cho mượn đến một cái viện bảo tàng, có nghĩa là nó đã được cho cái viện bảo tàng mượn đó em. Bây giờ chúng ta cùng dò từ khóa xem descending cherub ở vị trí nào nha. Ngay câu đầu tiên của lá thư luôn phải không nào? Đây nè, descending cherub, cùng đọc câu này nha em. Tôi rất là tiếc khi mà phải báo cáo rằng á, cái descending cherub, cái statue, cái bức tượng mà bạn đã generously, đã tử tế, đã rộng lượng cho chúng tôi mượn từ cái bộ sưu tập cá nhân của bạn vào năm nay. Vậy thì em xem nè, cái bức tượng này là do Yu đã cho chúng tôi mượn. Yu là ai vậy em? Yu là người nhận, chính là Mr. Jensen. Cho chúng tôi là cho ai? Cho người gửi phải không? Mia Hyman. Mà Mia Hyman là làm việc ở đâu vậy em? Cái viện bảo tàng mỹ thuật này nè. Vậy thì có nghĩa là cái bức tượng này do Mr. Jensen đã cho cái viện bảo tàng này mượn, phải không nào? Vậy thì em xem đáp án là câu nào phù hợp? Là câu D phải không? Nó đã được cho một cái viện bảo tàng mượn. Ok, đáp án là câu D ha. Câu 154, cái gì thì được included, được đính kèm cùng với lá thư, về từ khóa là từ nào vậy em? Included ha, là đáp án trước nào câu A? An entrance ticket, cái vé vào cổng cho một cái buổi triển lãm. Câu B, photographs, những cái bức hình, bức ảnh về cái damage, cái sự tổn hại, tổn thất gì đó ha. Câu C, những cái tài liệu về bảo hiểm nè. Câu D, cái tờ check, cái tờ ngân phiếu, reimbursement, bồi hoàn, bồi thường ha. Rồi cùng giờ thử xem chỗ nào nói về đính kèm nha em. Giờ tiếp theo nè. Không có ha, dòng tiếp theo. Cũng không có luôn, dòng tiếp theo có đính kèm không em? Cũng không có, tiếp theo luôn nào. À, ở đây có từ enclosed. Enclosed chính là gì em? Đính kèm nè, cùng đọc nha. Tôi đã đính kèm một số cái pictures. Pictures là bức ảnh, bức hình về cái khu vực bị đổ vỡ. Vậy theo em đáp án là câu nào? Cái nào là hình ảnh? À, câu B phải không nào? Bức hình, bức ảnh của cái sự tổn hại, tổn thất, khu vực đổ vỡ nè, broken area, chính là damage phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong lá thư này cùng với cô Kem nha. Cùng dịch nào. Museum là viện bảo tàng nè. Fine art là mỹ thuật ha. Viện bảo tàng mỹ thuật. Bulgari, đây là địa chỉ của viện bảo tàng. Đây là ngày gửi lá thư ha. Robert Jensen là người nhận lá thư nè. Đây là địa chỉ của người nhận. Mr. Jensen thân mến, tôi rất là tiếc khi mà thông báo rằng á, cái descending cherub, cái statue chính là bức tượng nha em, statue, bức tượng ha. Cái bức tượng mà bạn đã rất là generously, là trạng từ của từ generous là tử tế, rộng lượng đó em, đã rất là tử tế, rộng lượng, lend us. Mình có động từ lend là cho mượn ha, lend, cho mượn, cho ai mượn cái gì á. Cho chúng tôi mượn từ cái bộ sưu tập cá nhân của bạn trong năm nay. Thì cái bức tượng đó đã bị damaged là bị làm hỏng, bị làm hư hại đó em. Damage là làm hỏng, làm hư hại ha. Yesterday, vào ngày hôm qua, our staff, nhân viên của chúng tôi á, thì trong lúc, trong cái process, là cái quá trình em,
process là quá trình ha. Trong cái quá trình di chuyển tất cả những cái work, thường thường mình thấy từ work là công việc hay là làm việc, nhưng danh từ work trong lĩnh vực về nghệ thuật có nghĩa là tác phẩm nữa nha em, tác phẩm ha. Cô dịch lại nè, nhân viên của chúng tôi trong cái quá trình di chuyển tất cả những cái tác phẩm trong cái vườn sculpture là điêu khắc đem. Sculpture là điêu khắc ha. Trong cái vườn điêu khắc ở ngoài trời vào trong cái hall là cái phòng hay là cái sảnh, exhibition là triển lãm. Vậy thì exhibition hall là cái phòng triển lãm hay là sảnh triển lãm ha, men là chính nè. Khi cái thời tiết nó đột ngột nó thay đổi, unfortunately, không may mắn thay, họ đã không có đến cái bức tượng của bạn in time là kịp thời hay là kịp lúc ha. In time, kịp thời, kịp lúc. A strong wind, một cơn gió mạnh đã làm cho nó rơi khỏi, rớt xuống khỏi cái pedestal. Mình có từ pedestal là cái bệ đây, cái bệ của bức tượng ha. Rơi khỏi cái bệ của nó, breaking, vỡ cái cánh tay trái rồi rơi xuống. Tôi đã enclose là đính kèm nha em. Enclose, rất là hay ra thi ha. Đính kèm. Tôi đã đính kèm một số cái bức hình, bức ảnh của cái khu vực đổ vỡ này. Công ty insurance, bảo hiểm của chúng tôi đó, thì tất nhiên là sẽ compensate là bồi thường hay là đền bù ha. Đền bù, sẽ bồi thường đền bù về cái mặt tài chính cho bạn vì cái damage, cái sự tổn hại, cái sự tổn thất này. In addition, thêm vào đó thì chúng tôi sẽ cover the cost, là chi trả chi phí đem. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí để mà đem nó đi sửa. Expertly, expertly là trạng từ, nó bằng với từ well đem. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí để làm cho nó được sửa thật là tốt ha. With your consent, mình có từ consent là sự chấp thuận hay là sự cho phép đem. Sự chấp thuận, sự đồng ý hay là sự cho phép ha. Từ câu dịch nào, với cái sự chấp thuận của bạn á, có nghĩa là với cái sự đồng ý của bạn, có nghĩa là nếu mà bạn đồng ý, nếu mà bạn chấp thuận á, thì chúng tôi có thể yêu cầu một professional, là một chuyên gia làm cái việc này. Nếu mà bạn thích sử dụng cái người mà trong cái sự lựa chọn riêng của bạn á, thì đơn giản là hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ ship, vận chuyển cái món đồ là cái bức tượng đem đến cho bạn right away, là ngay lập tức ha. Once again, một lần nữa, tôi rất là xin lỗi vì cái accident. Mình có từ accident là gì em? Tai nạn hay là sự rủi ro ha. Tai nạn hoặc là sự rủi ro, vì cái sự rủi ro regrettable. Regrettable là thật đáng tiếc đem. Thật là đáng tiếc ha. Sự rủi ro đáng tiếc. Và tôi await, mình có từ await là chờ đợi ha. Chờ đợi, await, chờ đợi. Reply là sự phản hồi. Tôi sẽ chờ đợi cái sự phản hồi của bạn, được không nào? Ký tên Mia Hyman. Curator, mình có từ curator có nghĩa là cái người phụ trách hay là quản lý việc bảo tàng đó em. Người phụ trách hay là quản lý viện bảo tàng ha. Người ta gọi là curator, được không nào? Rồi tiếp. Câu 154, câu đi mình có từ reimbursement, có nghĩa là sự bồi hoàn. Sự bồi hoàn lại tiền đó em. Sự bồi hoàn, sự hoàn lại tiền, sự bồi thường đó ha, sự bồi hoàn, được không nào? Ok. Câu 155 đến câu 157, đây là một cái article, là một cái bài báo ha. Câu 155, what is one purpose? Cái mục đích của bài báo là gì? Đối với dạng câu hỏi về mục đích, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, to report, để báo cáo về cái state, cái tình trạng của cái infrastructure, cơ sở hạ tầng của một cái vùng. Câu B, để cung cấp thông tin chi tiết về cái industry, cái ngành công nghiệp steel, là thép toàn cầu. Câu C, để đưa cái thông tin về exports, cái việc xuất khẩu của một cái đất nước. Câu D, để announce, công bố, thông báo về cái việc mở một cái factory, một cái nhà máy mới. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò đoạn đầu của cái bài báo nha. Đoạn này phải không nào? Cùng đọc thử đi em. Steelworks, cái công ty Steelworks này nè, đã bắt đầu cái operation, cái việc hoạt động tại cái plant. Plant chính là gì vậy em? Factory phải không? Tại cái nhà máy mới của nó ha. The mill thì được xây dựng ở một cái chi phí là 60 triệu đô. Vậy cái mill này rất có khả năng là cái plant, phải không em? Cái nhà máy ha. Cái nhà máy được xây dựng ở chi phí là 60 triệu đô thì sẽ contribute to, góp phần vào cái sự phát triển của cái ngành công nghiệp xây dựng ở Malaysia. Nó sẽ có thể produce, sản xuất khoảng 1 triệu tấn thép mỗi năm. Vậy nó đang nói về cái gì vậy em? Nó đang nói về cái nhà máy mới, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào? À, đáp án chắc chắn là câu D, phải không nào? To announce, để mà thông báo, công bố về việc mở ra của một cái nhà máy mới ha. Ở đây mình có cái từ đồng nghĩa là từ factory và từ gì vậy em? Plant, được không nào? Và thêm từ mill nữa ha. Ok. Câu 156. Cái bài báo thì nói gì về cái plant, cái nhà máy ở Rainbow? Vậy từ quá là từ nào vậy em? Plant in Rainbow, phải không nào? Đọc bán trước nha câu A. Nó thì không còn sản xuất thép cho cái việc sử dụng địa phương nữa.
Câu B, nó đã được take over, là mua lại bởi một cái công ty nước ngoài. Câu C, nó trước đây đã gây ra một số cái nguy hại cho môi trường. Câu D, nó đã bắt đầu cái việc sản xuất những cái sản phẩm bằng nhựa. Chúng ta cùng dò xem cái nhà máy ở Rambo ở đoạn nào nha em. Đoạn số 2 có không nào? À không có ha, đoạn số 3 thì có không em? Ở đây form nào có từ Rambo nè, có từ mill, mill đồng nghĩa với từ plant luôn, lúc này chúng ta đã thấy rồi phải không? Rồi cùng đọc nha em. Its first mill, cái nhà máy đầu tiên của nó đó, của nó là của ai, cùng đọc câu đằng trước luôn nha. The plant, cái nhà máy là cái thứ hai của Steelwork. Còn cái nhà máy đầu tiên của nó đó là của Steelwork đó ha. Ở Rambo á thì bây giờ exclusively, mình có từ exclusive là gì em? Độc quyền, dành riêng về gì đó ha. Bây giờ nó độc quyền, nó dành riêng export, xuất khẩu cái sản phẩm của nó ra những cái đất nước Asian, đất nước châu Á khác. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chính xác sẽ là câu A. Nó không còn sản xuất thép cho cái việc sử dụng ở địa phương nữa, bởi vì nó đã dành riêng để mà xuất khẩu rồi, phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu A ha. Câu 157, what is not stated, cái điều gì thì không được nêu về, được nói về Steelworks. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Steelworks. Nhưng mà đây là dạng câu hỏi loại trừ ha. Chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nghe em, câu ai trước nào. Bây giờ thì nó có nhiều cái nhà máy thép hoạt động, có nhiều không em? Nãy giờ chúng ta đọc thấy là có mấy cái rồi, có hai cái rồi phải không nào? Đây nè, đầu tiên là its first mill, cái nhà máy đầu tiên là ở Rambo. Cái thứ hai là cái gì vậy em? Là cái nhà máy mới nè, phải không nào? Vậy thì có hai cái là nhiều rồi. Vậy câu ai đúng ha. Tiếp câu B, cái facility, cái cơ sở địa điểm mới của nó đó thì sẽ aid, là hỗ trợ đó em, hỗ trợ giúp đỡ cho cái sự phát triển thành thị ở Malaysia. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Urban development phải không? Mình cùng dò xem sự phát triển của thành thị ở vị trí nào nha em. Rồi cùng dò lại nè, đoạn số 1 có sự phát triển của thành thị không? Không có phải không nào? Đoạn số 2 có không em? À mình có từ cities develop. Cities là thành phố nè em, nó giống với từ urban ha. Còn develop là phát triển nè, mình đọc câu này nha. The plant, cái nhà máy đó thì sẽ giúp cho cái thành phố ở Malaysia phát triển cái cơ sở hạ tầng của nó. Vậy câu B có không em? À có phải không nào? Rồi câu C ha. Its market share, cái cổ phiếu trên thị trường của nó đó thì tăng double, là tăng gấp đôi. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Market share và double phải không nào? Rồi mình cùng dò thử nha em. Rồi dò tiếp nè, đoạn số 3 có market share không? Không có ha. Không có, không có. Rồi dòng tiếp theo đi em, có không? À ở đây form nào có từ market share nè. Rồi mình cùng đọc xem có nó có tăng gấp đôi không nha. Đây, cái cổ phiếu trên thị trường của Steelwork á, ở Malaysia thì được dự đoán là tăng bao nhiêu em? 72%, đâu có phải là double đâu, phải không? Vậy đáp án là câu C rồi, đúng không nào? Câu C là sai ha, chắc chắn là câu C rồi, được không nào? Còn nếu mình muốn chắc thì mình dò thêm câu D nữa. Nó max use of, nó tận dụng, nó sử dụng cái công nghệ up to date, là tân tiến á, được cập nhật. Rồi mình dò từ khóa là từ nào vậy em? À cái công nghệ phải không nào? Công nghệ tân tiến ha. Rồi cùng dò thử đi em, xem có công nghệ tân tiến nằm ở chỗ nào không. À công nghệ là ở đây phải không nào? Đây nè em, nó có là gì đây? Cùng đọc nha. Steelwork plants, những cái plants, những cái nhà máy của Steelwork á, thì utilize, sử dụng cái công nghệ latest, là mới nhất. Công nghệ mới nhất chính là công nghệ tân tiến, up to date phải không nào? Ok, vậy đáp án chính xác sẽ là câu C, vì câu D có luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Đầu tiên mình có từ excerpt, có nghĩa là đoạn trích hay là phần trích đem. Đoạn trích hay là phần trích của một cái bài báo ha, excerpt. Rồi, cái công ty Steelwork này nè đã bắt đầu operations, là cái việc hoạt động, cái sự hoạt động đem. Tại cái plant, mình có từ plant và từ mill, bằng nghĩa với từ factory là nhà máy nha. Factory, nhà máy hay là xưởng ha. Cô dịch lại cả câu nha. Cái công ty Steelwork đã bắt đầu cái sự hoạt động của nó tại cái nhà máy mới của nó. Cái nhà máy mới, cái xưởng này nè, thì đã được xây dựng ở cái mức chi phí là 60 triệu đô. Và sẽ contribute to là gì em? Đóng góp hay là góp phần ha? Đóng góp hay là góp phần vào cái gì đó? Đóng góp vào cái sự phát triển của cái ngành công nghiệp construction, là xây dựng ha. Ngành công nghiệp xây dựng, construction ở Malaysia. Nó sẽ có thể produce, sản xuất ra khoảng 1 triệu tấn reinforced steel, là cốt thép á, mỗi năm. Establish là thành lập ha. Establish là thành lập. Thành lập hoặc là thiết lập đem. Được thành lập ở Kampung Tapin Steelworks Factory. Cái nhà máy của cái Steelworks nó sẽ ship, sẽ vận chuyển những cái thanh thép, bar là thanh đem, thanh thép đến rất là nhiều cái khu vực khác nhau trên đất nước. According to, theo như CEO, giám đốc của công ty Ayman Musa, the plant, cái nhà máy, cái xưởng thì sẽ giúp cho các thành phố ở Malaysia phát triển
cái infrastructure, mình có từ infrastructure là cơ sở hạ tầng ha, cũng rất là hay gặp. Cơ sở hạ tầng của họ, ông ta nói thêm được không nào? The plants, cái nhà máy á, cái xưởng á, là cái thứ hai của Steelworks. Còn cái nhà máy, cái xưởng đầu tiên của nó là ở Rainbow. Bây giờ thì exclusively, nên có từ exclusively là độc quyền hay là dành riêng, gặp rất nhiều nha. Độc quyền hay là dành riêng ha. Độc quyền dành riêng cho exports. Mình có danh từ đó em, danh từ export á là cái việc xuất khẩu ha. Còn động từ đó em là exports, có nghĩa là xuất khẩu ha. Exports, xuất khẩu, động từ, còn danh từ là exports ha. Rồi, bây giờ nó dành riêng cho cái việc xuất khẩu những cái sản phẩm của nó ra những cái đất nước châu Á khác. Mặc dù thì nó đã từng meet demand, mình có từ meet demand là đáp ứng nhu cầu đó em. Nó đã từng đáp ứng được gần như là một nửa cái nhu cầu thép ở Malaysia. The Rainbow Plant, cái nhà máy á, cái xưởng á, ở Rainbow á, thì đã được nâng cấp vào năm ngoái và được xem là một trong những cái nhà máy thép hiện đại nhất ở châu Á. Những cái nhà máy, những cái xưởng của Steelworks á, thì utilize, mình có từ utilize có nghĩa là sử dụng hay là tận dụng đấy em. Utilize, sử dụng hoặc là tận dụng ha. Cô dịch lại nha. Những cái nhà máy, những cái xưởng của Steelworks á, thì utilize, sử dụng, tận dụng cái công nghệ mới nhất để mà ensure, đảm bảo không những là cái việc sản xuất nó efficient, là hiệu quả ha. Efficient, hiệu quả, mà còn á, là có cái gì em, impact, là tác động hay là ảnh hưởng ha. Impact, ảnh hưởng hoặc là tác động, mà nó còn có cái tác động, cái ảnh hưởng thấp lên môi trường. Rồi với cái việc thành lập, cái việc thiết lập của cái nhà máy ở Kampung Tapping á, thì cái market share, mình có từ share là cổ phiếu đây, cổ phiếu trên thị trường có nghĩa là thị phần ha. Cái thị phần của công ty Steelworks á, ở Malaysia được dự đoán là tăng lên 72%. Cái giá trị cổ phiếu của nó, share là cổ phiếu ha, cổ phiếu, cái giá trị cổ phiếu của nó trên cái stock exchange, là sàn giao dịch chứng khoán đây, stock exchange, sàn giao dịch chứng khoán ha, trên cái sàn giao dịch chứng khoán ở địa phương á, thì tăng thêm 24% với cái việc mở cửa của cái nhà máy mới ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc tiếp nào. Câu 155, câu ai mình có từ state là tình trạng ha, tình trạng hoặc là trạng thái, cũng rất là hay gặp. Cả câu có nghĩa là gì em? To report, để báo cáo về cái tình trạng, cái trạng thái của cái infrastructure, là cơ sở hạ tầng của một cái vùng ha. Có 156, câu B mình có từ takeover. Takeover có nghĩa là mua lại ha, mua lại. Thường dùng trong ngữ cảnh là mua lại công ty nào đó. Câu B có nghĩa là nó được mua lại bởi một cái công ty nước ngoài ha. Câu C mình có từ formerly là trước đây đấy em. Formerly trước đây cũng rất là hay gặp nha. Formerly trước đây. Harm, danh từ á, có nghĩa là nguy hại hay là thiệt hại ha. Nguy hại hay là thiệt hại, tổn hại đó. Rồi, cả câu C có nghĩa là gì? Nó trước đây đã gây ra một số cái thiệt hại, tổn hại cho cái environment, là môi trường. Câu D mình có từ manufacture, có nghĩa là sản xuất ha. Manufacture, sản xuất. Ok, 157, câu B mình có từ aid. Aid có nghĩa là hỗ trợ hay là giúp đỡ. Hỗ trợ hoặc là giúp đỡ ha. Câu D mình có từ make use of. Make use of nó bằng với lại cái từ là utilize ở trên đó em. Make use of, utilize có nghĩa là sử dụng hay là tận dụng ha. Sử dụng hay là tận dụng. Vậy câu đi có nghĩa là nó sử dụng cái công nghệ up to date, là được cập nhật tân tiến hiện đại đó ha. Ok. Câu 158 đến câu 160, bài này là về một cái email ha. Câu 158, according to the email, theo như cái email đó, thì bằng cách nào những nhân viên có được cái directions, cái sự chỉ đường đến một địa điểm? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, direction, phải không nào? Đáp án trước nha câu A. Bằng cách gọi điện cho organizer, cái người tổ chức sự kiện. Câu B, bằng cách nghe announcement là thông báo. Câu C, bằng cách kiểm tra một cái email. Câu D, bằng cách nhìn vào cái bảng thông tin. Rồi cùng dò xem từ khóa directions ở vị trí nào nha em. Đoạn đầu tiên, dòng thứ nhất có không nào? Không có ha. Dòng thứ hai cũng không luôn. Dòng thứ ba gần cuối có từ directions nè em, cùng đọc câu này nha. Directions, những cái sự chỉ đường á, đến cái trung tâm hội nghị Wilmington đã được cung cấp trong cái email trước đó rồi. Vậy thì muốn xem được cái directions, cái sự chỉ đường đó em, thì họ phải kiểm tra cái previous email, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào em hả? À, đáp án chính xác sẽ là câu C ha. Câu 159, what is suggested, cái điều gì á, thì nói về Whittaker Sport Apparel. Vậy từ khóa là cái tên riêng này, phải không nào? Ok, đáp án trước nha em, câu A. Nó đã gửi representative, những cái người đại diện đến để mà revise, là duyệt lại cái hợp đồng. Câu B, nó gần đây đã thực hiện một cái thỏa thuận mua bán với lại công ty của Miss Marks. Câu C, nó reimburse, bồi hoàn lại cái nhân viên, cái chi phí đi lại. Câu D, nó
nó đang tìm kiếm một cái quản lý kế toán mới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Whittaker Sports Apparel ở vị trí nào nha em. Dòng đầu tiên của đoạn số 2 luôn phải không nào? Whittaker Sports Apparel. Rồi cùng đọc câu này nha em nha. For those, đối với những ai trong số bạn á, những người mà không tham dự. Rồi, the representatives, những cái người đại diện từ Whittaker Sports Apparel. Cái khách hàng mà chúng ta đã acquire, đã có được vào tuần trước, sẽ đến tham quan cái văn phòng vào lúc khoảng 10 giờ sáng. Sau khi đọc xong cái này thì chúng ta thấy được thông tin gì vậy em? À là Whittaker Sports Apparel sẽ có người đại diện đến tham quan văn phòng phải không? Em nhìn là đáp án A. Nó gửi người đại diện đến để mà duyệt lại contract là hợp đồng. Nó có gửi người đại diện đến phải không? Nhưng có để duyệt lại hợp đồng không em? Không, mà nó làm gì đây? Visit, tham quan cái văn phòng phải không nào? Vậy câu A sai ha, tiếp câu B. It recently, nó gần đây thực hiện một cái thỏa thuận buôn bán với lại công ty của Miss Mark. Em xem Miss Mark là ai nha? Miss Mark là người viết cái email này, phải không? Vậy thì em xem lại nè. Cái khách hàng mà chúng ta đã có vào tuần trước, nói như vậy Whittaker Sports Apparel chính là khách hàng của công ty của Miss Mark, phải không nào? Và đã là khách hàng của công ty của Miss Mark thì gần đây có thực hiện thỏa thuận mua bán không em? Có phải không nào? Thực hiện thỏa thuận mua bán vào tuần trước nè. Thực hiện thỏa thuận mua bán thì mới trở thành khách hàng được, phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu B ha. Ok. Câu 160 ở vị trí nào được đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau đây thuộc về đối với dạng này. Chúng ta đọc câu trong mặt kép trước ha. However, tuy nhiên, họ muốn stop by, ghé qua bởi vì họ sẽ ở thị trấn vào ngày đó. Ok, vậy thì cái ý nghĩa là gì vậy em? Có từ however, nó sẽ thể hiện cái quan hệ ý nghĩa tương phản giữa hai câu phải không nào? Rồi họ sẽ stop by, ghé qua một cái địa điểm nào đó bởi vì họ ở thị trấn vào ngày đó. Rồi mình nhớ nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc câu phía trước của từng cái chỗ trống được đánh số ha. Vị trí số 1 trước nè, rồi đọc câu đằng trước nha. Nhiều người trong số bạn đó thì sẽ tham dự cái hội nghị về phương tiện truyền thông ở Wimbledon vào hôm thứ 6. Tuy nhiên họ muốn ghé qua bởi vì họ ở thị trấn vào ngày hôm đó, không có liên quan phải không em? Vị trí số 2 luôn nha. Đây nè, đọc câu phía trước nào. Direction, cái sự chỉ đường đến cái trung tâm hội nghị này nè, đã được cung cấp vào cái email trước đó. Rồi càng không liên quan nữa phải không nào? Vị trí số 3 đi em. Đây, đối với những ai trong số bạn á mà không có tham dự, thì những người đại diện đến từ Whittaker Sports Apparel là khách hàng mà chúng ta có được vào tuần trước á, sẽ đến tham quan văn phòng vào khoảng 10 giờ. Tuy nhiên họ muốn ghé qua, nó cũng không có thể hiện được rõ cái sự tương phản phải không em, không có liên kết. Rồi vị trí số 4 luôn nha. Đây, cùng đọc câu phía trước nào. I have already advised them. Tôi đã báo cho họ biết á, là gì? Cái văn phòng nó gần như là empty, là trống. Bởi vì cái cuộc họp, có nghĩa là nhiều người tham dự cuộc họp rồi đó, cho nên cái văn phòng nó hầu như là không có ai, nó còn trống ha. However, tuy nhiên họ vẫn muốn ghé qua để mà tham quan đó em. Bởi vì họ ở cái thị trấn vào ngày hôm đó. Vậy thì em thấy câu nào liên kết nhất? À, đáp án chính xác là câu D ha. Vị trí số 4, cô đọc lại cả hai câu nha. Tôi đã báo với họ rồi á, họ là ai vậy em? Họ chính là người đại diện đó ha, representative. Tôi đã báo với những người đại diện đó rồi á, là cái văn phòng á, nó gần như là empty, là trống, là không có ai hết á. Bởi vì cái cuộc họp, cái hội nghị, người ta tham dự hội nghị hết rồi. Tuy nhiên, however, họ vẫn muốn ghé qua. Ghé qua để làm gì vậy em? Visit the office, tham quan cái văn phòng. Bởi vì họ ở thị trấn vào ngày hôm đó nên họ tận dụng cái thời gian đến. Được không nào? Vậy đáp án là câu D ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong cái email này các em nha. Cùng dịch nào. Cái email này to gửi đến tất cả những cái nhân sự phòng marketing. From gửi từ Linda Marks. Chủ đề đó là cái transportation, là cái phương tiện di chuyển, cái phương tiện đi lại đến cái conference là hội nghị ha. Mình có từ conference rất hay gặp, có nghĩa là hội nghị. Ngày gửi cái email là 14 tháng 10. Dear colleague, mình có từ colleague là đồng nghiệp nha em. Bằng với từ coworker đó, đồng nghiệp cũng rất là hay gặp. Cái đồng nghiệp thân mến, nhiều người trong số bạn á là sẽ tham dự cái conference, cái hội nghị social media là phương tiện truyền thông ở Wilmington vào ngày hôm thứ 6. Nếu mà bạn lên kế hoạch để mà đi cái xe buýt charter, mình có từ charter, động từ có nghĩa là thuê đấy em. Charter là thuê á ha. Thuê. Đi cái xe buýt được thuê bởi cái công ty á, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở cái bãi đậu xe là A and leave, và khởi hành xuất phát promptly. Mình có từ promptly có hai nghĩa em. Thứ nhất là một cách nhanh chóng ha, một cách nhanh chóng, ví dụ như là xử lý một cái việc gì đó một cách nhanh chóng. Nghĩa thứ hai có nghĩa là đúng hay là chính xác, thường đi với giờ ha, đúng hoặc là chính xác sẽ đi với giờ. Kiểu này có nghĩa là chính xác lúc 8:30 ha. The alternative, mình có từ alternative, danh từ có nghĩa là cái sự lựa chọn thay thế khác á, sự lựa chọn khác, sự lựa chọn để thay thế, sự lựa chọn khác ha. Sự lựa chọn thay thế khác.
Những cái sự lựa chọn để mà thay thế khác á, là nếu mà không đi xe buýt thì anh thì có thể drive là tự lái xe nè, hoặc là đi phương tiện công cộng. Direction có nghĩa là cái sự chỉ hướng, cái sự hướng dẫn đường á, sự chỉ đường hay là cái sự hướng dẫn đường á ha. Cái sự chỉ dẫn đường, hướng dẫn đường đi á, đến cái trung tâm hội nghị Wilmington đã được cung cấp ở cái mail previous. Mình có từ previous là trước đây ha, trước đó, trước đây. Mail trước ha, email trước. Rồi tiếp nè, for those, đối với những ai trong số bạn á, mà không có tham dự đó, thì representative là gì em? Người đại diện, rất là hay gặp rồi ha. Những người đại diện đến từ Whittaker Sports Apparel, là cái clients, là cái khách hàng đấy em, mà chúng ta acquire. Mình có động từ acquire là có được hay là thu được hay là kiếm được ha. Có được, thu được hay là kiếm được. Khách hàng mà chúng ta kiếm được vào tuần trước đó thì sẽ đến tham quan văn phòng vào khoảng 10 giờ sáng. I have already advised. Mình có từ advise em, thì thường mình gặp với nghĩa là khuyên răn, khuyên bảo phải không? Khuyên bảo ai đó ha, khuyên. Nhưng mà advice còn có một nghĩa nữa là báo cho ai biết, báo cho biết cái việc gì đó ha. Báo cho biết, chỗ này có nghĩa là báo cho biết đây. Tôi đã báo cho họ biết rồi á, là cái office, cái văn phòng sẽ gần như là empty, là trống, là không có ai á. Due to, bởi vì cái cuộc họp, cái hội nghị. Robert Buck ở cái bộ phận accounting, là kế toán nha em. Accounting là kế toán ha. Ở cái bộ phận kế toán sẽ meet with. Mình có từ meet with gặp rất nhiều là gì em? Gặp gỡ, bàn bạc ha, hay là thảo luận. Gặp gỡ, bàn bạc hoặc là thảo luận ha. Nó giống với để discuss á. Rồi. Và dẫn họ đi tham quan một cái vòng nhanh ha. Rồi, be sure to. Hãy chắc chắn là giới thiệu bản thân bạn nếu mà bạn có cơ hội. Cảm ơn, được không nào? Rồi, có 158. Câu G mình có từ bulletin board, cũng rất là hay gặp, phải không nào? Có nghĩa là bản thông tin hoặc là bản thông báo ha. Bản thông tin hoặc là bản thông báo, được không nào? Rồi, có 159. Câu A mình có từ revise, là duyệt lại ha. Duyệt lại, xem lại, duyệt lại. Vậy câu A có nghĩa là nó đã gửi những cái người đại diện đến để mà duyệt lại cái hợp đồng. Câu B, make a deal. Mình có cái cụm make a deal, có nghĩa là thực hiện một cái thỏa thuận ha. Mua bán, thực hiện một cái thỏa thuận mua bán. Thực hiện hoặc là ký kết thỏa thuận mua bán. Câu C mình có từ reimburse, cũng rất là hay gặp, có nghĩa là bồi hoàn tiền lại ha. Bồi hoàn tiền lại. Bồi hoàn tiền. Ok, rồi có 160 mình có từ stop by, có nghĩa là ghé qua đâu ha, ghé qua. Ok.